là muối. Mồ côi mẹ khi mới chào đời. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của ba tại ấp đảo Thiền Liền thuộc huyện Cần Giờ. Nơi đây, người dân chủ yếu sống bằng nghề làm muối. Đó cũng là công việc gắn liền với cuộc đời của ba tôi. Để làm ra được hạt muối trắng tinh khôi, ba đã phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Những người diêm dân như ba sợ nhất là trời mưa, nên ba chọn nắng làm bạn. Bởi có nắng mới có muối. Công việc của ba luôn phải phơi mình ở ngoài nắng, nên da ba khô sạm, mắt ba ngày càng khép lại, để cho ước mơ của tôi ngày càng lớn lên. Với mong muốn cho tôi có tương lai tốt hơn, ba đã không ngại vất vả sớm hơn ở trên ruộng đồng. Miễn là tôi được đến trường là ba vui. Ba hay nói, muốn thay đổi phải học. Tôi hiểu tâm tư đó của ba, nên luôn cố gắng học thật tốt. Mặc dù đường đến trường còn nhiều khó khăn. Con tàu hàng ngày vượt sóng, không chỉ chuyên chở chúng tôi đến trường, mà nó còn chở theo những ước mơ tươi sáng cho vùng đảo nghèo này. Phía trước con đường đến trường của tôi luôn ngập tràn gió biển và tiếng cười rạng rỡ. Nhưng phía sau tôi là bao vất vả âm thầm của ba. Đó là động lực để tôi càng quyết tâm học thật tốt, để thực hiện ước mơ của mình và cả những mong mỏi nơi ba hai muối yêu thương của tôi nữa.